Hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình giới thiệu các bạn con gà này nó không có lưỡi các bạn. Nè, gà này. Để mình so sánh giữa con gà có lưỡi và gà không lưỡi cho bạn xem nha. Con này là ta gọi là linh kê các bạn. Linh kê. Đây, gà này là gà có lưỡi nha các bạn. Con gà không lưỡi là gà này các bạn. Đây, để mình lại gần cho bạn. Con gà không lưỡi như thế nào nha. Nè, con gà này các bạn. Để quay với gì vậy? Mặt nè. Thơm. Gà còn nhỏ các bạn. Mấy tháng tuổi rồi? 6 tháng mấy, 7 tháng. 6-7 tháng các bạn. Nè các bạn. Gà này nó không có lưỡi các bạn. Các bạn xem trước cái tướng đó là không lưỡi như thế nào. Lát cho các bạn xem cái họng nó sao nha. Nè, tầm ở đây mình bắt con gà, mình coi con gà có lưỡi trước nha các bạn. Gà này hơi nhát bạn ơi, gà này mới mua gì vậy? Bắt được không? Gà không gà tơ các bạn, mới mua gì à? Bởi khó. Chưa quen rồi nha, coi dãy nó coi, coi lưỡi chứ, coi dãy nó. Đây là hai thằng chơn à, đưa nó này dò các bạn dò hai thằng chơn rồi, hai thằng chơn ừ. Rồi, nhập cho cái lưỡi rồi. Nè, coi cái lưỡi nha các bạn. Nè, có lưỡi. Nó có lưỡi nha các bạn. Có lưỡi nằm trong các bạn. Nó có lưỡi đó. Nó rồi đó. Thấy lưỡi nha các bạn. Gà này gà có lưỡi nha các bạn. Nó có lưỡi đó không? Lá gà kia nó có lưỡi các bạn. Rồi. Rồi. Một con gà này các bạn. Cái dãy trước ấy, cái màu lông rồi. Giờ chưa thấy. Mình chân không? Hàng chân. Dính xịn không? Xem vậy. Gà con non mà. Mới nhú cửa. Rồi. Rồi. Đi vậy. Rồi coi nha. Con gà nó không lưỡi thì lưỡi các bạn. Nè, nó không có lưỡi các bạn. Đưa lên đây. Không. Không. Nó không có lưỡi các bạn. Nó có cái lưỡi nhỏ xíu chóng à. Lưỡi rất là nhỏ các bạn. Nó các bạn. Nhìn nè. Nhìn thấy rõ. Không. Thấy cái lưỡi nó xíu à. Đưa lên đi, nãy con gà nãy rồi. Lấy tay đưa lên cái. Lấy người ta đưa cái hông lên nãy. Nè. Nè các bạn. Nó. Không thấy. Đưa cái tay với thấy tay mà không à. Gà này gọi là gà lưỡi rùa các bạn. Không có đó có mà nãy xíu các bạn. Nè. Nè. Đó. Thấy không? Thấy lưỡi nó trong đó đó.
nó có lưỡi thụt một xíu đó các bạn. Đó, nó có lưỡi xíu xíu đó. Đó, hả ra là nó thụt mình không thấy các bạn. Không thấy cái lưỡi. Không thấy trong sạch lắm à. Không thấy lưỡi các bạn. Cái lưỡi nó có rất nhỏ các bạn, xíu xíu à. À, màu lông đẹp ha. Đây là một linh kên các bạn, con này linh kên các bạn. Đây gọi là lưỡi rùa các bạn, có lưỡi mà lưỡi xíu xíu à, mình nhìn không thấy. Đây. Rồi video kết thúc nha các bạn.